Ai sinh ra cũng luôn muốn được là chính mình, sống một cuộc đời tươi vui. Với Trần Ngọc Sang cũng vậy, nhưng có lẽ đó là điều ước quá xa vời với Sang khi bao năm qua, Sang vẫn luôn sống trong hình hài của một người đàn ông, còn trái tim thì lại mách bảo mình là một người phụ nữ. Có lẽ câu chuyện của Sang là một câu chuyện vô cùng đặc biệt trong các thí sinh của hành trình lột xác qua các mùa. Và chính điều đó cũng khiến Sang khổ tâm khi luôn bị bạn bè, thậm chí ngay cả là người thân không công nhận. Nhưng có một điều khiến Sang còn khổ tâm hơn nữa, đó chính là bao năm qua, Sang luôn nỗ lực để được bố của mình công nhận và gọi mình một tiếng con gái. Đến về hành trình lột xác mùa 3 do Bệnh viện Thẩm mỹ Cang Nam tài trợ, Sang mang theo những tâm tư, nguyện vọng, dấn thân vào con đường lập nghiệp với ước mong có thể có một chỗ đứng trong nghề người mẫu. Nhưng ngoại hình luôn là rào cản quá lớn để Ngọc Sang có thể thực hiện ước mơ đó. Vì trường hợp của Sang là trường hợp chuyển giới từ nam sang nữ, nên các bác sĩ tại Cang Nam đã phải cân nhắc rất nhiều trong việc đưa ra được phương án phẫu thuật cho Sang, đặc biệt là việc phẫu thuật tạo hình vòng ngực. Bởi dẫu sao, Sang cũng đang mang thể trạng của một người đàn ông, nên việc phẫu thuật tạo hình khuôn ngực cho Sang phải được các bác sĩ tính toán rất kỹ lưỡng. Vấn đề khó khăn trong các phẫu thuật chuyển giới từ nam sang nữ thường gặp phải là cơ ngực rất khỏe, mucosa vùng ngực rất là chặt. Vì vậy, rất khó để tạo được một bộ ngực căng phồng tự nhiên. Đối với trường hợp của bạn Trần Ngọc Sang, để tạo hình vùng ngực, chúng tôi sẽ phải đặt các túi ngực dưới lớp cơ. Do bạn không có mô tuyến vú, nên việc đặt túi độn ở dưới lớp cơ sẽ giúp ngực bạn trông tự nhiên hơn. Trong trường hợp này, vị trí mổ nên ở tay hoặc ở nách, để tránh tạo sẹo cho vùng ngực, bởi vì thí sinh không có tuyến vú, rất khó có thể che được vết sẹo mổ. Để cho Sang có một vẻ ngoài hoàn thiện, các bác sĩ tại Bệnh viện Thẩm mỹ Cang Nam còn tập trung phẫu thuật tạo đường nét trên khuôn mặt với các dịch vụ như nâng mũi, cắt mí hay trượt cằm. Trải qua ca đại phẫu với hai lần phẫu thuật, giờ đây vẻ bề ngoài của Sang đã như một thiếu nữ thực thụ. Có lẽ ngày Sang đứng trên sân khấu của đêm tỏa sáng hành trình lột xác với những bước catwalk điêu luyện sẽ mãi mãi là một ngày chẳng bao giờ quên đối với Ngọc Sang. Bởi vì ước muốn bấy lâu của Sang nay đã trở thành sự thực. Đó chẳng phải là một giấc mơ mà đã là một câu chuyện cổ tích có thật. Trần Ngọc Sang đã dám mạnh mẽ để vượt qua những định kiến xã hội, dám bỏ đi vỏ bọc của mình để được sống một cuộc đời rực rỡ. Dù bạn là ai, không kể giới tính nào, bạn cũng có quyền được sống một cuộc đời hạnh phúc. Bạn có ấn tượng với màn lột xác của Trần Ngọc Sang, quán quân của hành trình lột xác mùa 3 hay không? Hãy để lại ý kiến bình luận của bạn dưới video này cho chúng mình biết nhé! Đừng quên đăng ký kênh của Bệnh viện Thẩm mỹ Cang Nam để cập nhật thêm nhiều video mới nhất về hành trình lột xác. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!